Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Chào Buổi Sáng, và chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Bão số 3 đã suy yếu và trời Hà Nội như chúng ta đang thấy trên màn hình thì đã sáng lên và hầu như là không còn mưa nữa. Tuy nhiên, dự báo thì bão đi qua vẫn gây một đợt mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và tiềm ẩn nguy cơ là mưa lũ. Cụ thể như thế nào chị Việt Hà? Dạ vâng ạ, mưa lớn thì sẽ khiến cho lũ ở các sông tăng nhanh, và cảnh báo là từ ngày hôm nay cho đến ngày mai thì đỉnh lũ các sông ở vùng núi phía Bắc cũng sẽ tăng lên, đặc biệt là tại các tỉnh như là Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn hay là tại Hòa Bình thì có khả năng lũ sẽ lên đến mức báo động 2 đến báo động 3. Còn với đỉnh lũ trên sông Thao, thượng lưu sông Lô hay tại sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long sẽ lên tới mức báo động 1 đến trên mức báo động 2. Còn với sông Bưởi, thượng nguồn sông Mã ở Thanh Hóa sẽ lên trên mức báo động 1. Ngoài ra thì còn cảnh báo lũ quét và sạt lở sườn đồi núi tại nhiều nơi ở miền Bắc như là ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình, cũng như là tại vùng núi Thanh Hóa thì đều ở mức cảnh báo cao nhất màu tím với nguy cơ rất cao. Trước diễn biến mưa lớn và lũ phức tạp thì bà con vùng núi cần phải lưu tâm tới các dấu hiệu sạt lở đất để có thể kịp thời di dời. Và tuyệt đối là không được đi qua các ngầm tràn hay là sông suối nước chảy xiết. Dạ vâng, cảm ơn chị Hà với những lưu ý vừa rồi. Và khu vực ít mưa nhất trên cả nước hôm nay là Trung Bộ. Diễn biến nắng nóng cụ thể như thế nào vậy chị? Dạ vâng ạ, dự báo là nắng nóng thì sẽ xảy ra từ Đông Hà trở vào đến Tuy Hòa, với nhiệt độ cao nhất của các thành phố này sẽ phổ biến trong khoảng là từ 35 đến 37 độ C. Còn với các thành phố còn lại thì chưa xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ C. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ có nắng vào buổi sáng và trưa nay. Đến chiều thì mưa rông, cần đề phòng với sấm sét. Nhiệt độ cao nhất các thành phố ở khu vực Tây Nguyên bao gồm Pleiku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột hay Gia Nghĩa trong khoảng từ 27 đến 30 độ C. Còn với thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của Nam Bộ thì sẽ nóng hơn ở mức là từ 30 đến 32 độ C. Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Từ đêm nay thì gió sẽ giảm dần. Còn với huyện đảo Hoàng Sa thì thời tiết tốt lên, gió khoảng cấp 4 đến cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Còn với huyện đảo Trường Sa thì trời có mưa rông, cần đề phòng trong mưa rông có thể đi kèm theo gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà với những lưu ý và dự báo chi tiết vừa rồi.